Người phụ nữ thoát nạn gang tấc khi vừa chạy ra khỏi nhà, một giây sau tất cả liền đổ sập. Đoạn clip được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại khoảnh khắc một ngôi nhà 2 tầng kiên cố bị đổ sập trong giây lát đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người sững sờ. Điều đáng nói là ngay trước khi ngôi nhà đổ sập chỉ một giây, một người phụ nữ từ trong nhà đã kịp chạy ra ngoài, thoát nạn trong gang tấc. Xong, sập nhà rồi. Lùi đi. Ai cũng phải thốt lên, quá may mắn cho người phụ nữ khi chứng kiến cảnh tượng này. Được biết vụ việc xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 9 tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Nguyên nhân là do sạt lở, đất đá đổ xuống, làm sập hai ngôi nhà của hai hộ gia đình. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Thông cho biết, trước đó đánh giá nguy cơ sạt lở có thể xảy ra, nên chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân tới nơi an toàn. Chiều ngày 8 tháng 9, người phụ nữ trong clip quay lại định di dời tài sản thì nghe thấy tiếng động lớn. Chị này chạy ra ngoài thì đất đá đổ sập xuống. Căn nhà 2 tầng bị sập hoàn toàn có diện tích khoảng 80m2, còn căn nhà liền kề bị đổ sập 25m2, diện tích phần bếp. Tuy nhiên, ngôi nhà này vẫn còn bị đe dọa bởi lượng đất đá từ ta luy dương. Rất may sự cố không gây thương vong. Những ngày qua, Bắc Cạn chịu ảnh hưởng của bão số 3. Gió bão và mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở. Báo Quân đội Nhân dân điện tử thông tin, tính đến sáng nay ngày 9 tháng 9, có 21 vị trí trên quốc lộ sạt ta luy dương và một vị trí ngập nước. Tuyến tỉnh lộ có 24 vị trí tắc tràn và sạt lở ta luy dương. Ngoài ra còn có nhiều điểm sạt lở sâu bên trong tuyến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.